chào các bạn nha. Đây mình quay cho các bạn xem mình thợ cưa hạ cái cây chạm vàng này các bạn. Trời ơi, anh leo anh thoát các bạn. Rồi giờ anh leo lên tới trên ngọn rồi các bạn ơi. Vô trong cái đợt thành dòng đó. Còn cái nhánh nữa là anh cắt cái cây trước rồi còn treo toàn tan rồi các bạn. Còn dính gì nó toàn tan gì nó kìa. Rồi anh kéo cái máy cưa lên rồi nha. Chồm ra cắt cái cây bông vàng nhỏ bên đây được không chú? Ê. Ê. Trời ơi. Rồi, anh leo luôn ra ngoài, tuốt ra ngoài luôn các bạn ơi. Quất ngang cái đọt đó luôn các bạn. Ê. Thôi.
Rồi có thể là anh cắt ngang một lóng cái đó nữa hay gì đó các bạn. Quất ngang lóng cái đó nữa hay gì đó. Rồi anh ngồi chằm bẹp xuống đó rồi, có thể anh cắt một lóng nữa hay là hoặc anh xử lý như thế nào đây các bạn. Rồi bắt đầu là anh cột cái máy anh thả xuống nha các bạn, thả xuống anh tuột xuống rồi mới hạ gốc nha. Ở đây bịch dữ lắm các bạn ơi. Rồi bắt đầu là anh tuột xuống nha các bạn. Tầm vòng nó bao phủ cả người khó tuột xuống các bạn. Thôi ơi đu qua cây bên này luôn hay gì.
bác nha. Đúng rồi, cái cây này lỗi tới da chưa. Thôi cây nó đẹp rồi các bạn. Thôi mình xin kết thúc video các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo ha.